eo thon ngực nở đời kiêu hãnh, chim nữ tâm kinh mãi phát huy, tuyệt học cả đời nâng nhận thức, thân hình chữ S định tư duy. Chim phố để đời ngàn năm không mất, tuyệt học thể hình sự nghiệp lưu danh, học viên hôn chim độc nhất mình anh, tòa lạc trên cao chim trẻ uy nghiêm, tâm kinh được viết bằng tâm huyết trái tim. Di Nguyễn chào mừng các bạn đến với THL Swim Center để chứng kiến màn Di Nguyễn training cho đệ tử ngổ ngáo. Một buổi tập cực kỳ bá đạo, căng thẳng và đầy áp lực. Anh chuẩn bị tinh thần chưa? Có biết cái này tập gì không? Mới ngày trước tôi dặn về nhà coi bài kỹ lưỡng vô. Bữa nay là tập tiếp tục upper body. Upper body lưng chứ ngực. Quên bài rồi. Thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa? Uống liều cao chưa? Đúng rồi, phải không? Là hôm nay là tiếp tục tập upper body giờ trả bài cũ nè. Cơ ngực có tác dụng làm gì? Đẩy hay là kéo? Đẩy. Cơ lưng? Kéo. Kéo, rồi ok, chính xác. Gợi ý như vậy mà trả lời không được là bẫy kèo luôn đó nha. Rồi thôi, không nói nhiều nữa. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục qua tầng 2 nha. Nhớ là bây giờ là tầng 2 nó sẽ khác tầng 1. Tầng 1 tập với những máy BBS này nọ kia nó đơn giản. Nhưng mà bữa nay qua tầng 2 là chúng ta tập với máy PA Bioart và những cái máy Freeway. Nó sẽ có độ rung lắc, nhúng, nhảy, rồi nó khó hơn. Đó, nên cần phải tập trung tối đa. Và đặc biệt ngày hôm nay á, là anh sẽ chỉ cho em toàn diện về ba cơ chế đi ngực quan trọng nhất. Đó là cơ chế press, nghe không quen không? Fly. Bữa nay có thêm cái dip nữa nè. Dạ. Đó, dip là cái mới. Dip là chống đẩy. Một cái là ép, một cái là đẩy, một cái là chống. Ba cơ chế quan trọng nhất của ngực. Và tiếp tục qua phần lưng á, thì anh sẽ hướng dẫn em flat pull down. Là bài tập cực kỳ khó và cực kỳ quan trọng cho phần cơ này. Phần cơ đây, đó, lat pull down. Rồi thôi giờ tập trung khởi động phần thân trên thật là kỹ. Xong rồi uống điều hòa cao và chúng ta sẽ bắt đầu buổi tập nha. Bữa nay á, mà anh không làm cho em mà là banh ngực nát bướm á, là bỏ nghề BT luôn. Đó, ở trong gym á, thuật ngữ bướm là cơ lưng. Cơ nó có hình cánh bướm, nó kêu là cơ bướm. Nên chúng ta tập hôm nay là nát bướm luôn. Bướm nát, 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 nát. Nhất, 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 tê, 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 tê. Ép vô bao phê. Rồi, khởi động. Hôm nay khởi động làm quen với tạ bài này đi. Rồi, vô, dứt. Khởi động làm quen với tạ nha. Hồi nãy xuống dưới tiếp khách không biết trên đây khởi động sao rồi đó. 1 2 3 giãn giãn ra đàng hoàng coi. 4 rồi 5 6 7 8 9 10 rồi trả bài coi. Khởi động này là khởi động nhóm cơ nào vậy? Lưng nào? Lưng đi. Lưng đó nó kêu là gì? Quên rồi. Quên gì mà quên, học quên hoài. Lưng dưới. Lower back. Rồi tiếp tục lên. Vô. Khởi động đó nha, chứ là khởi động đó. Vô. 1 2 3 4 5 6 7 8 cái giữ. Rồi ok. Thả vô, khởi động thôi, nhẹ nhàng thôi, không cần căng. Rồi uống súp đi. Giọt súp cuối cùng là khởi động xong đó. Em uống nào hết bình súp này, hết bình lắc này anh mới cho khởi động xong. Rồi vậy thêm cái nữa. Chỉnh mức tạ mình thích đi. Khởi động thôi đó nha. Đây là khởi động nha các bạn. Đệ tử tôi nó đầu óc sao nhãn lắm. Khó thì nghiêm vô. Tao nói nghiêm sư sức cao đồ mà. Sư phụ vậy mà đệ tử hỏi nhóm cơ gì quên rồi. 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 Ok.
uống hết cái. Chị thì uống hết mới cho khởi động xong. Đó, uống không hết rồi khởi động hoài. Khởi động làm quen với tạ mà. Rồi ok, giọt cuối cùng đó hết rồi. À, trợ lý pha aminokem. Thấy oai không các bạn? Ở đây, xong, giờ tập chính thức. Bài tập đầu tiên của ngày tập hôm nay á, là chúng ta tập bài lưng. Cơ chế này cơ chế rô nha. Em đã tập một lần ở tầng 1 thì em tập với cái máy rô kế bên kìa, đó là rô BBS. Rô với máy đó đó. Máy kế bên đó là rô BBS. Còn bên đây là rô với máy PA. Thì cách tập thì nó cũng không khác nhau nhiều, nhưng mà chỉ có một cái á là cái máy PA này á nó cho cái chuyển động nó cong nó nhúng. Nó làm cho cái nó dài hơn, nó làm cho cái răng động tác nó dài hơn và cái tay cầm này nè. Cái tay cầm này là tay cầm freeway nên tập nó sẽ khó hơn. Nên em phải cố gắng tập trung điều khiển cái tay cầm này. Nhưng mà khi em điều khiển được rồi á, em xoay, tức là ra thì em thả vậy nè, còn vô á thì em để xéo xéo vô một tí. Vô cái tay em để xéo xéo vô một tí thì nó sẽ rất là tốt. Rồi sẽ làm tập mẫu cho em coi đây. Rồi ngồi vô ghế, chọn vị trí tạ phù hợp. Muốn biết khối lượng tạ bao nhiêu á thì em coi bên đây nè, em cân nặng là bao nhiêu thì em chọn một trong ba mức này. Rồi bên đây là cái số tạ nè, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ví dụ như em chọn 10 cây, 10 cục đi. Thì 10 cục, em chọn 10 cục á thì em phải nhìn vô cục ở đây. Đây em khoảng chừng 54kg. Thì em chọn cục này, số 10 là em đang tập 92kg đó. Máy này nó ảo diệu lắm. Rồi đầu tiên, ngồi tư thế số 4. Ngồi tư thế số 4 nha. Rồi kéo vô đó. Rồi có một kiểu thò ra đây, thẳng tay, không khóa khớp, lưng căng hết cỡ. Thở ra. Thở ra đây, thở ra nè. Đó. Thở ra, kéo vô mới thở ra nha. Còn ra đây nó đang yếm khí. Nhưng mà anh đang nói chuyện thì nó không yếm khí được. Hít. Nhìn miệng rồi nè. Em có thể kéo về cũng được, tùy. Nè, vô là nhớ ưỡn ngực ra nha. Ưỡn ngực, lóc lưng. Hí, hí. Đó. Hí, hí. Đó, hí. Nè, ok. Rồi, nhẹ tạ lại. Có nhiều câu chuyện để nói quanh bài tập rồi đó. Rô thần thánh. Đó, chuẩn bị nát bướm nha. Rồi. Từ. Cứ kéo đi, cái động tác vô phải chỉnh nè. Vô giữ lên cái rồi. Giữ lên cái nó mới chỉnh được. Không vô giữ là vô người em mới giữ á. Rồi chỗ này nè, lóc cái lưng, ưỡn cái ngực đó. Đó, Rambo vô. Đó, ưỡn khích cái khe lưng lại nè. Đó, vậy nó mới chuẩn. Em phải nhớ cái này. Em tập nặng hay tập nhẹ không biết, nhưng mà phải nhớ được cái này. Đó. Đây. Đây, không. Nó phải ép lại. Skill. Đó. Rồi ok. Ra. Giữ lại. Cho nó căng cái này. Cho nó căng cái lưng. Hiểu không? Rồi xong rồi vô. Giữ cũng giữ luôn, cho nó ép cái lưng. Nói ra vô gì phải giữ hết. Đúng rồi đó, chính xác. Các bài này có coi bài trước. Em đã tập rồi, quên. Em đã tập rô bên kia rồi. Thì qua cái máy nó khác thôi. Nó khác cách tập thôi, nó khác cái chuyển động động tác thôi. Nhưng mà còn cái cách tập thì nó vẫn vậy. Đó. Một cái tay cầm mà nó xoay qua xoay tới xoay lui, mà cầm tới cầm lui được, ta kêu là tay cầm freeway. Freeway tiếng Anh, chị dịch cho tiếng Việt là chuyển động tự do. Nhớ nha, bữa sau không quên nữa nha. Rồi, chọn một cái tạ mình thích đi. Set đầu tiên. Set đầu tiên BA Static Row. 3 cục tạ, bắt đầu. 1. Vô đi, 2. Không thẳng quá. 3. Cái tạ tới đây thôi, rồi. 4. Đi cho đây nè. Dứt, 5, 6, 7, anh thì ép á, 8, 9, cố gắng rồi nhiều quá nha, 10, rồi, căng ra giữ lại, giữ, căng cho mức tạ nó gần chạm vô kìa, em căng mức tạ rồi, rồi giữ, ráng giữ đi, đó, ráng giữ cái lưng này, phần vẫn phải lóc lên nè, đó, căng này ra. Tập trung căng. Rồi xong mình không nổi buông ra.
Nói chung là sư phụ có cách là boost một cao, boost cái cường độ của đệ tử yên tâm đi, không có chạy được với sư phụ đâu. Cãi thầy là không được nha. Rồi vô. Ok. Rồi. Từ từ thử cần phải mạnh đâu. Ok, quan trọng hép. Tập phải có độ mượt nha. Đó. Ừ. 5 7 rồi thầy. 8 9 Cái cuối nè, giữ lại nha. 10, ép luôn. Đó. Ép vậy nè, đó. Hưởng ngực ra. Đó, ép. Rồi xong rồi thả ra. Thả. Thả ra. Tập trung, nghĩ về cái lưng thôi. Căng cái lưng tối đa. Căng hết cỡ luôn. Xong rồi tập nổi nữa buông ra. Ok, bài tập đầu tiên của buổi banh ngực nát bướm, cơ lưng và ngực. BA Sister Pro. Mức tạ 1, 2, 4, 5, 6, 7. 6 cục. Từ 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 từ. Cho thời gian nghỉ đó. 6 cục là 61kg. Bạn nữ gymmer này đang thực hiện mức tạ 61kg ở bài kéo lưng. Vô. 2 3 4 5 6. Ép vô. 7. Không phải phim thì ép vô. 8. Cái cuối này nó chưa ép dữ nè. Tập đi em phụ giá cho. Đó. Ok. Đó nè. Ừ. Ép đó. Ép thích gì đó. Rồi. Ra. Giữ lại đi. Cuối cùng mà giữ nào đuối buông. Đó. Tập đến thất bại. Tập đến ngưỡng thất bại. Đó. Cho dù chúng ta đang tập ở tầng nào không quan trọng. Quan trọng là thái độ hơn trình độ. Trong thể hình gym có những cái tư thế rất là quan trọng mà sư phụ phải nói kỹ cho đệ tử nghe nè. Đó là tư thế bend over row. Bend over là tư thế mà gọi là nó cực kỳ sexy và quyến rũ. Đó, một chân trống nữa, một tay trống, mông ở lên cao vậy nè. Đó, và chúng ta tập một số bài. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ áp dụng cái tư thế này. Tư thế này có tên là bend over. Bend là cái over, nhớ nha. Mà tập lưng nó ráp chữ vô thành là bend over row. Mà cái này á là row là nói về cơ chế lưng thôi. Còn cái thiết bị là thiết bị cable. Thì là bend cable over row. Nhưng mà này tập một tay nữa thì là one arm nữa. Đó. Đó không? One arm bend. Bend over cable row. Nó dài lắm. Đây là vậy. Chân đứng không có chù quá, cũng không có thẳng bằng gì. Đứng vậy nè, đó. Rồi chân này nên quỳ nó có hai loại quỳ. Quỳ vậy tập nó an toàn, nó chắc chắn nhưng mà tướng xấu quắc à. Đó, nên chúng ta quỳ nó sâu hơn tí. Tức là cái chân này, hai cái này đừng có chênh lệch nhau quá nè. Đó, đùi gối bên này, đùi gối bên kia đừng có chênh lệch nhau quá, nó nằm vị trí như nè. Đó, xong rồi lóc lưng cửa số 4, dứt. Thấy không? Nhưng mà vậy thì nó sẽ không căng lắm. Tại sao? Tại đứng gần cái máy quá, lùi xa xa kéo ghế ra. Đây. Đó. Nó căng tới chỉ luôn. Rồi. Khi ra úp tay, khi vô xoay vô giống vậy đó, giống như bài nãy vậy đó. Nè. Tới đây căng nè. Chồm, tức là tới đây mình có động tác nè, mình đẩy cái lưng nè không? Nè, mình đẩy cái lưng ra một cái nè, đẩy cái lưng ra một cái cho nó căng cơ lưng. Xong mình giữ lại, xong rồi vô mình ép cái lưng lại. Ép cái cảm giác là nó ép ở đây nè, đó. Hít thở như cũ. Đấy. À, trời ơi nó banh nắp luôn. Nhớ đừng giật cao quá nha. Giật đừng cao quá, giật vậy không vô, giật thấp vậy nè. Giật thấp vậy nè. À, rồi vô thử đi. Thử cho hiểu động tác đi. Form này chụp hình sống ảo bao đẹp của em. Rồi. Giật. Đè. Khi xuống vô cảm giác, tức là khi vô cái người em nó hơi rướng tới, nó chồm tới một tí rồi cho nó căng cái lưng ra. Rồi. Kéo. Từ từ cái động tác vô đến chỉnh cái.
Đây, thấp xuống một tí. Đó. Đừng có giật lên vậy, nó không được đẹp đó. Cái tay nó buông vậy thôi. Nhưng mà thấp giật vậy nè, đó. Ok. Đó. Y bài. Chưa căng lắm nha, sao thấy cảm giác rướng vậy? Đó, vậy gì? Đó. Tức là cái cảm giác làm cho nó căng nhiều hơn là cảm giác phải chủ động mình chồm tới mình rướng nhẹ ăn cái. Nhìn ngoài không thấy nhưng mà cảm giác nó sẽ có sự thay đổi đó. Vô. Ok. Vô giữ lên cái nhanh quá, lưng phải tập chậm chậm thôi. Rồi. Rồi. Rồi y bài, rồi đổi tay đi, nháp, đổi tay. Đổi tay đó, phải đổi cái ghế đó, chút xíu đổi ghế cho. Ok. Ok. Đó. Ok. Cảm giác mỏi và vô đi không? Chỗ này nè. Bài này tăng tập cái phần này rất là nhiều. Rồi, anh sẽ phân tích cái sự khác biệt giữa bài đó với bài này. Anh em đứng đi, anh sẽ phân tích cái sự khác biệt giữa cái bài BA Set Control nãy. Biceps control nãy là tập trung vô chủ yếu ở phần ở đây nè. Em tập nó sẽ mỏi phần này nhiều hơn. Phần này cũng có mà không bằng. Còn cái bài này nó chuyên về phần ngoài đây nhiều hơn. Nó chuyên phần vô đây. Nên cái bài này á, nó lai giữa cơ chế row và cơ chế last pull down. Đó. Nhưng mà tại vì á, mình kéo vậy thì nó là row. Nhưng mà cái hiệu quả của bài này á, là nó kết hợp cả hai bài luôn. Nên cái bài này là nó vừa đẹp mà nó cái hiệu quả nó cũng vừa lạ. Mà nó vừa kích thích rất là nhiều nên chú khó tập cho tốt nha. Rất là bài rất thích hợp cho nữ. Và chúng ta sẽ luyện bài này để mốt chúng ta cầm cục tạ dumbbell chúng ta giật nữa. Nó có nhiều cái vấn đề phía sau lắm. Này mới tầng 2 thôi, tới 7-8 tầng luôn em. One arm cable row. 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi, đổi tay. Rồi, dứt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đây. Thấy lỗi chưa chuẩn. Đó là khi mà em vô á, em vô giày xong em thả ra giày. Nè không phải, em vô vậy, em vô tới đây đúng không? Rồi xong rồi nhưng mà khi ra đó là cái tay em nè, cái cùi chỏ đi lên xíu nè. Nó chồm tới giày nhiều nè, nó mới căng hơn. Còn em đi vô sao em ra vậy à? Tức là cái của em á có ép mà cái ra nó chưa chuẩn. Nhìn lại nha, anh vô vậy. Đúng không gì nói chân á. Nhưng mà khi ra nè. Vô ngựa ra úp à. Đương nhiên cái chuyện úp là không nói rồi. Nhưng mà cái chuyện đang đây nè. Em nhìn cái tay nè. Nó sẽ nhích lên một tí nè. Đó, nó nhích lên tí nè. Đó, để cho nó nè, nó động tác nó căng nè, không? Nó căng nhiều lắm chứ. Chứ còn em mới vậy thôi à. Em ra vậy nó không có căng nhiều. Nhìn nó cũng căng đó. Nhìn lưng nó cũng căng á. Nhưng mà nó khác nhiều so với đang là vậy. Xong mình nhích lên vậy. Tức là cái động tác ra là cái vai nó sẽ cao hơn, cùi chỏ nó cao hơn. Và người mình nó sẽ như vậy nè. Thấy không? Ok. Đó. Nó ra chút đỉnh rồi đó. 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 5 cái đi. 6 7 8 Kéo thấp tay em. 9 10. Ok. Đó, khác không? Khác chứ, có thầy mà. Từ từ, tập xu đầu xu cổ trong lúm cho vậy. Rồi dứt. 1 2 Đó. 3 Không ai chỉ đâu. PT ở ngoài lấy tiền thôi, sao chỉ được mấy này. Tập khác. Vô. Còn 5 cái nữa. 4 3 2
1. Giữ. Đó, giữ luôn. Rồi. Căng quá buông ra. Cái gì vậy, cái gì vậy, cái gì vậy? Úi giời ơi, úi giời ơi. Tỉnh không, tỉnh không, tỉnh không? Tập gì ra mà hôi ghê vậy? Rồi, uống súp thôi, uống súp thôi. Xong qua bài BBS Last Window. Rồi bây giờ là chúng ta qua cái phần khá là khó của ngày hôm nay, đó là cơ chế pull down, tên là lat pull down, có gì kéo, tức là pull down. Thì tập lưng thì nó có hai cơ chế row, cơ chế pull down. Mình phải cân bằng hai cơ chế này trong buổi tập lưng. Nãy giờ mình tập row rồi, giờ tập pull down. Đây là chiếc máy PPS, nhớ là PPS khác BA, hai dòng này nó khác nhau. Rồi chúng ta chỉnh thông số ghế cho nó phù hợp, đó, để cho ngồi cho nó thoải mái đồ. Rồi cầm cây vô, bài này nhớ đeo bao tay, thậm chí quấn luôn dây quấn kéo lưng nữa nếu mà tập nặng. Rồi cầm ở vị trí vừa phải thôi, đừng cầm ở đây rộng quá, cầm vị trí đây thôi, vị trí ngay cái móc, cái máu đó, cái chồng. Rồi đó, động tác căng cơ, tay không có thẳng băng gì, tay vậy nè, nhưng mà người á, người đổ vô, nhớ người như anh vậy nè, đổ vô rồi kéo xuống á, ngã ra một tí, ráng chạm được trên vậy nè, giữ lại ép lưng. Đúng không? Nè, lại nè. Đó, xuống thở ra, lên, chờ người trước căng để cho căng lưng. Rồi xuống ép lại. Đó. Đừng nên tập nặng quá nó sẽ không có cảm giác áp ép lưng. Dạ. Rồi vô thử anh coi coi. Cái này chắc nặng xem em ba chắc là 30 bao thôi. Chân nó có lỏng không? Lỏng phải chỉnh lại. Không. Rồi. Khi nè, đó, cầm như đúng rồi, nhưng mà khi lên á là lố quá, tí thôi. À. Rồi, xong rồi xuống. Đúng rồi. Ép cái lưng lại, đừng quan tâm cái cây này. Quan tâm cái lưng nữa, này nó ép rồi nè. Ép lại, ép phần cái đây nè. Đó, rồi xong lên. Lên, thả ra tí. Đó, rồi dứt. Rồi. Nhẹ quá vậy. Tập thôi. Tập chậm em, lưng không có tập nhanh. Rồi. Đúng rồi, lên. Ép. Rồi, chính xác. Rồi, tập 3 cục thôi cho nó quen động tác trước đã. Nhớ xuống là phải có động tác ép lưng vô nha. Đó, cái lưng này từ từ anh phân tích cho nè, ép vô. Cái tay nè, cái tay, cái này nè, cầm sát đây. Tứ sát đây, nhưng mà cái tay chỗ này nè, cái cùi chỏ này sẽ ép vô. Ép vô để cho lưng nó vô vậy nè, đó. Rồi, ok. Rồi lên. Lên, đi vô. Tức là khi lên là cây nó qua đầu em á. Đó. Chính xác, right. Đó. Thấy chưa, nó phải có động tác vậy đó, nó lên nó mới căng được cái này. Rồi xuống nè. Đó. Nhớ là tập chậm thôi. Cái động tác lên em giữ, giữ lại một giây. Xuống nó nặng quá thì nửa giây cũng được. Nhưng mà cái cuối cùng á thì gắng giữ lâu lâu, căng mỏi ra buông rồi đi ra. Dạ. Rồi. Hiểu rồi cái gì? Dạ. Vậy thì bây giờ em chọn bước tập phù hợp cho em đi. Tóc nó xù. Chọn nhiêu? Hiện tại 3 cục đó. 3 set, bài này 3 set. Ờ, thêm cục nữa. Thêm cục nữa phải không? Ok. 45. Rồi vô thiệt nè. BBS Lat Pull Down 45 pound bắt đầu. Nặng phết anh ạ. Vô đi. 1 2 3 4 vô, đó, 5 vô nè, 6 vô nè, 7 8 9 10. Rồi, lên từ từ giữ nè, giữ lại vị trí này, đó, tí nữa cho tạo lên, à, đó, tập trung cắn này, đó không, nó phải chờ người vô vậy nó mới vô được, mỗi đi ra. Đó, set thứ nhất đã xong. Rồi tiếp tục nha các bạn. Tiếp tục nha đệ tử. Ok. Yes, madam. Cái gì yes, madam?
học tiếng Anh bồi bổm vô yes madam. Cái này rồi bây giờ chúng ta phải nhờ sự trợ giúp của dây kéo lưng để có thể thực hiện tốt hơn, lên một cục. Nặng hơn đi hả? Không đau tay. 60 pound. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, cố lên, bảy, cố lên, không nổi, tám, nổi mà có anh đây nè, cái nữa, chín, ok, cái đó nè, ngã người đó. Ok, tốt. Rồi, đứng dậy. Trời, nặng quá. Mà có đau tay không? Tay thì không đau nhưng mà nó nặng. Nó nặng đúng không? Có nhiêu đâu, 60 pound chứ mấy. Vô nè, cái cuối nè, máu lửa nè. Cái cuối nha. Dứt nè. Một, hai, cố lên. Ba, bốn, năm, sáu, bảy, từ từ thôi, tám, chín, mười. Okay. Căng lưng nha, căng nào mỏi buông. Đây, đó, lưng chữ V. Đó, đó, căng ở lưng chữ V. Chưa được, cơ lưng chữ V sẽ rảnh nè. Rồi xong bài con bướm xinh rồi, giờ chúng ta đi qua bài khác, tiếp tục. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ đến với một bài tập tiếp theo của nhóm cơ lưng show, đó là bài Last Pull Down. Nè, cái Last Pull Down với thiết bị là PA. Ở cái thiết bị PA này nó cho cái chuyển động cong nó dài hơn, răng nó nhiều hơn và tay cầm nó free way. Do đó chúng ta không nên tập trung sức mạnh ở đâu ở những cái máy này, mà chúng ta nên tập trung cái răng động tác, tức là răng là sao, tức là khi mà giãn cơ ra và ép cơ lại nhiều nhất thì nó kêu là răng dài nhất. Vậy thì chúng ta sẽ chỉnh cái máy để chúng ta tập. Cách tập thì nó giống như bài lát cuốn đầu hồi nãy vừa mới tập thôi, nhưng mà nó khác ở cái thiết bị hai tay cầm này nên cho chúng ta một cảm nhận rất là khác. Bây giờ sẽ tập thử và khi tập sẽ minh họa cho em đây. Đó, cố gắng kéo ép cái lưng lại nhiều nhất có thể. Ngồi à, cứ nhìn vô kiến, nhìn cái lưng nè. Đó, lên. Cũng giống vậy thôi, cũng phải cúi cái đầu về phía trước để cho nó căng cơ nhiều hơn. Nhưng mà bài này xuống khỏi có xoay nha, đừng nên xoay. Cứ để nguyên vậy đi cho nó vô lưng. Em xoay nó sẽ mất kích thích lưng. Đó, hít thở như cũ. Quan trọng lúc xuống nè, nhìn cái lưng ha, cục cục không. Đó, giờ ép lưng lại. Đó. Ê! À. À, ok. À, em một cục thôi nha. Cục tượng trưng đi. Nặng nhẹ tính sao rồi vô thử. Rồi. Nè, ép vậy nè, đó. Chứ không phải chỉ làm sao vậy nghe chưa. Đó, cái tay vậy. Đó, cái tay nó phải ngang ra. Nó bằng cái lưng thôi nhưng mà ép vô. Rồi xong lên. Cái đầu. Chưởng cho một cái dằn dặt. Cái đầu nó phải vậy, nó phải căng ra. Ờ, đó, nó phải tròn lên trước. Ok. Đó. Ok. Đó. Ok. Đó. Thấy nó sướng sướng này không? Thấy nó sướng sướng này, cục này không? Vô. Rồi, tập đúng rồi đó. Giờ thì chọn khối lượng tạo mình yêu thích. Rồi chúng ta bước vô tập chính thức. 3 set ở bài tập này, mỗi cầm set 10 rep. Không được thôi. Cầm đó dành cho mấy người thấp. Người ta thấp người á, người ta cầm, em cầm ở đây thì nó đâu có căng được cái lưng đâu.
Em dạ. Cao thì nói chung dưới 1m6 thì chắc cầm này, mà trên 1m6 cầm này. Bé gamer áo hồng bắt đầu bài tập PA Lat Founder với mức tạ siêu khủng, một cục bắt đầu. Một. Cái cục này sao nó cứ vướng hoài. Kệ nó đi. Em kéo chậm chậm thôi, kéo nhanh vậy. Rồi. Sát chuẩn. Đó, chuẩn. Chuẩn. Lên giữ lâu một chút, lên giữ lâu một chút. Lên quên bài, chờ tới. Đúng rồi. 6 7 8 9 Cái cuối giữ gắn giữ nha. Ép lại. Ờ. Đó, phải ép có tay sư phụ vô ép nó mới ra được. Ép lại, đó. Rồi xong lên, thả ra, căng từ từ. Căng giữ lại luôn, rồi đuối buông. Nó tập trung căng này nhất. Có thể nhích qua nhích lại gì đó. Hay là chồm tới chồm lui đó, để cho nó căng cái này nhất. Wow. Rồi, ok. Set 2 1 2 3 4 5 Ôi, cái gì vậy? Kéo đi, nó kẹt. 6, tập nhẹ quá này đó. 7 8 9 Giữ lại tao lâu chút coi. Rồi, 10 Rồi, ok. Tạ ban đúng nhẹ lên cục đi cho nó. Biết sao không? Tại vì em tập nhẹ quá nên nó vậy đó. Cái kéo á, nó phải mượt em. Chứ em kéo rồi nó giật giật. Tức là không phải là, không phải kéo là em dùng sức em để cái đùng dày, không phải vậy. Mà cái động tác thể hình á là kéo, là em kéo nè. À, vẫn dùng sức. Nhưng mà mình không có dùng cái lực mà giống như là sốc mở lực cục bộ, một cái lực giống như tên lửa có đè nén bắn cái đùng vậy. Để em kéo nè. Nè nhớ kéo nè. Đó, nó phải có độ êm ái, nó phải có độ từ từ, nó mượt mượt chút. Khi lên á, cùi chỏ chỉ hai bên này nó mới căng nha. Chứ cùi chỏ nãy em lên vậy nó đâu căng đâu. Em thử đi, cùi chỏ em để vậy nó sẽ không căng. Em cũng không kéo đó. Nhưng mà cái tay cầm ngửa không nó chưa đủ đâu. Cùi chỏ nó phải vậy nè. Nè, cái tay cầm ngửa bình thường nó là như vậy. Nhưng mà phải đưa cùi chỏ ra hai bên vậy thì nó sẽ căng hơn. Hiểu chưa? Đó. Nè. nhiều cái tiệc kỹ trong đó lắm chứ không phải giỡn đâu. 1, 2, 3, động tác PA Lat Founder set cuối cùng. Đệ tử đã lên được một cục nữa là hai cục. Vô. Đó, đúng rồi đó. Đó. Giờ đúng rồi đó, động tác nó phải mượt như vậy mới được. Trời ơi, thầy toàn. Thấy không? Thấy được cái sự chuyển động của cơ sô nè, nó chạy. Rồi. Ok, nhớ giữ cùi chỏ cho nó phiêu lên, nó chỉa cùi chỏ ra ngoài đường đó. Đó, ok. Rồi. Tốt. 6 cái rồi đó. 7 Tốt. 8 Đó, cái này vô lưng nè. 9 Ok. Cái cuối đang ép rồi. 10, ép vô. Ừ, đó, ép sát vậy đó. À, lên. Rồi giữ nè, giữ cái tạng khái của chỗ nó chẻ ra ngoài nè, để cho cái lưng này nó mở ra nè. Đó, giữ. Ok, giữ phiêu lên chưa. Rồi đuổi buông ra đi. Rồi xong rồi, tạm biệt cơ lưng xô luôn rồi đó. Hết bài lưng xô rồi, giờ qua bài ngực. Thì mới có nát bướm thôi, chưa có căng ngực mà. Nát chưa? Nát rồi phải không? Nát rồi phải không? Đâu cái gì mà đâu, mai nó mới đâu, giờ nó mới ê thôi. Nếu mà ví dụ như á, anh nói nè, cái phần này của em nó nhức nhiều, phần này á là bữa tập ngày hôm nay em tập phần cơ lat pull down nó tốt hơn so với bài rô. Đó, còn nếu mà nít đều hay là tốt cái hai cái. Còn nếu mà nó đau phần lưng giữa hay à, mà hai bên này nó không đau á, thì là do tập mình tập rô tốt hơn và tập lat pull down hơi bị kém.
nên mình phải coi lại, mình chỉnh lại là mình tập cái gì tốt để mà từ đó chỉ có bản thân em mới cảm nhận được thôi. Anh ở ngoài thì đã chỉ hết sức và anh đã khắc phục hết tất cả lỗi sai của em rồi. Còn tất nhiên á, ở trong tập luyện của mỗi người nó mạnh một cái cơ địa nữa. Nó mạnh một cơ địa nên có người ta thích tập cái nhóm cơ này nhiều hơn, người ta thích tập nhóm cơ kia nhiều hơn, nó là như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua bài ngực, những bài ngực quyền thoại gồm có press, dip và fly. Bữa nay mới nhất là cái dip đó. Ok. Rồi khởi đầu cho cái buổi tập ngực ngày hôm nay là chiếc máy cực kỳ ngon ở THG Gym, đó là dip. Dip là một bài tập rất khó khăn dành cho các chị em phụ nữ, mà nó cực kỳ khó cho mấy nam gamer mới tập gym luôn, nó dip nổi đó. Nhưng mà vô đây mình luyện dip từ từ. Dip là cơ chế chống, phải không? Chống đẩy hay là chống xa kép, đó gọi là dip. Dip là cái bài tập mà cái cơ chế tập tốt cho ngực và tay sau, hai này đi kèm nhau, ngực với tay đi kèm nhau nha. Còn đây dip dip ngực. Rồi để tập được bài này nó phải có chiêu. Đây là cái này free weight nữa nè, nó khó lắm. Nói chung bài này tập trung nha, bài này chưa tập bao giờ hết á. Nè, không có ngồi vô mà đứng vậy nè, đứng vậy, chân đặt đây, chân đặt đây, hồi cái mình dùng lực mình ăn gian á, dùng người mình đè xuống một tí nó mới xuống được, đúng không em á, chứ anh vô tư. Rồi xong nè, lên nè, giữ cho cái tay vuông góc, căng cơ ngực hết cỡ, tập trung cái cơ ngực căng. Xong rồi ép xuống. Ép xuống là không phải nó đi một đường thẳng. Đây hả? Đúng rồi. Không phải đi một đường thẳng mà đi một cái đường vòng vòng chút nè, nhìn cái tay nè. Nó đi nè, nó đi một cái đường vòng xuống nè, không? Đó. Khi mà ép xuống vậy, cái cơ ngực của mình nó ép cạch cạch vô trong luôn. Nè, giãn cơ ngực hết sức. Nè, xong đi xuống. Đi xuống. Nè, đi xuống. Thở ra. À, cái cơ chế này nó hoàn toàn khác so với fly và press. Anh phân tích lại. Khi press nó làm đẩy, tức là ngực của em nó giãn vậy, xong rồi nó đẩy vô cái rãnh ngực đây, nó khích lại vậy. Nhưng mà còn khi mà dip là nó đi từ một đường vòng xuống, tức là cái ngực nó không tác động theo phương ngang gì nữa, mà đi một cái phương vòng xuống vậy nè. Em thấy ở đây này. Đúng rồi. Thì nó đi một cái đường vòng xuống vậy nè, nó tạo cho một cái cạnh ngực nó bo. Đàn ông á thì nó bo cạnh ngực đẹp nhanh vậy đó, mà nó cũng khích lại cái rãnh ngực ở trong. Còn phụ nữ á là nó làm cho ngực nó có được cái đường cơ rộng ở đây nè, cái đường cơ cứng ở đây, để cho nó làm cái giá đỡ cho cái bộ ngực của phụ nữ nó không bị sệ. Nên nói chung á là cái bài tập là bài tập chống sệ, nó cực kỳ hiệu quả luôn. Cái này là mỡ mà. Thì tại vì nó của em nó không có cơ nó nhỏ ở trong á thì nó mới là mỡ. Ai cũng vậy thôi à, cái ở ngực phụ nữ á là cái lớp mỡ nó nằm ở trên lớp cơ. Thì cái lớp cơ của em nó dày và nó khỏe, nó đỡ cái lớp mỡ của em nó đi lên thì nó không bị tuột, coi là sệ. Còn nếu mà nó không có nó đi mất tiêu luôn đó. Rồi vô thử đi. Thử một cục chứ. Một cục rồi. Hai cục đi cho nó. Cái bài này nó khó, nó không có dễ đâu. Đây đúng không? Đạp chân vô xong rồi giả bộ xuống là vừa ngồi xuống mà vừa đó. Cái tay thẳng một tí, cái tay ngay đây nè. À, ok. Đó, em cảm giác cái này nó ép chưa? Nó phải có cả, rồi xong rồi lên. Đó, lên. À, ok, nó căng như chỗ này. Nhất xong rồi đẩy xuống. Đẩy xuống. Tức là của em đẩy xuống nó còn hơi đi đường thẳng quá, nó đẩy xuống. Đó. Đẩy xuống về đây à? Không cần về đâu cũng được, không quan trọng. Không quan trọng nó về đâu, nhưng mà đẩy xuống á là cái cơ ngực của em phải cảm giác ép là vậy nè, đó. Em đẩy đâu cũng được nhưng mà nhìn thấy không? Nè, nhìn cái ngực nó ép vô vậy nè, không? Đó. Tập trung về ngực. Đó. Đây đúng rồi, đó. Đúng rồi đó. Em thấy nó chạy rồi đó. Đó. Cái này là em phải cảm nhận mới được nha. Em ép vô. Nó ép vô. Rồi ok. Hít thở đúng rồi. Bây giờ hít thở anh không còn dạy nữa. Tới đây là em phải tăng cứng rồi. Em tập tay không này thôi nè, không em cứ ngồi chỗ đó đi, em tập không nè. Cụ chỗ nó chỉ ra ngoài chứ nó không chỉ đằng sau nha, chỉ ra ngoài vậy nè, nó chỉ ra ngoài đó là dip đó. Dip cái máy này còn dip máy khác thì nó khác, cái máy là dip tốt hơn, là cái cụ chỗ nó chỉ ra sau, nó phản ánh đúng cơ ngực hơn. Còn cái kia là cụ chỗ nó chỉ ra vậy,
nó cũng vô con ngực, nhưng mà sao nó em tập sau có nhiều. Mấy cái mà nó đâu ở đây rồi thì đúng rồi, cái đó là cái bài tập là cạnh ngực, cạnh tập cạnh ngực và ngực dưới, tức là cái ngực nó hình 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 tròn đúng không, thì bây giờ cái này em tập nửa hình tròn rồi đó, nó đi vậy nè, xong rồi xuống qua đây nó nửa hình tròn rồi, còn cái phần ở trên đây, còn cái phần ở trên đây và phần đi xuống á thì nó là do bài fly, nó do bài fly với bài press, còn cái phần dip á nó lo phần bên này nhiều hơn, nó sẽ đau nó nửa cạnh ngoài đây nè. Ok rồi ha. Rồi thì chưa mới đối với bài này á thì cái cổ tay nó không đủ lực thì phải uống những cái bài bài chống á thì cổ tay uống anh uống lần rồi nhớ không, uống chặt vô nha chứ đừng có lỏng quá nó không có vô đâu. Sao rồi ok cổ tay nè, cổ tay xuống nè, ok đó dứt 5 6 7 ok tốt 8 9 ok 10 đó, ráng tập cho phần này đầy lên. 11 đưa giữ anh thả luôn hả, cái cuối là phải giữ ok em quên đó chứ em còn thức mà, chắc em lên đường cục nữa, chắc lên đường cục đó, lên đường cục đó mà, nhưng mà em vẫn lại bị cái tật gì biết không, em xuống em cứ nó sốc sao á, nó cái kiểu lực em phát ra là nó không có được đều, em phát lực chậm lại cho nó đều xuống. Ờ đó, nó đều xuống chứ không phải đó không ừ gì rất là nguy hiểm, trong khi nó gãy tay hay là nó bị chấn thương á. Đúng rồi đó, động tác nó chậm vậy thôi, đúng rồi, thà mình mệt á mình ngưng lại mình nghỉ nên căng chỗ này để mình nghỉ mình đẩy đó. Đó không, này hiểu rồi, hai người chạy phải là gì, cái lần đầu tiên tập thấy ngực chạy nè. Đó ba cái đó đi, 1 2 3 giữ rồi xong rồi giữ đây, hồi lên giữ cái nữa nè, gồng nha, gồng ngực giữ rồi xong rồi lên giữ ok giữ. Hoa lúc lên là nó kéo, đúng rồi, nó kéo, nó căng ngực ra giữ nó mới đã chứ. Rồi đi lên hẳn một cục luôn. Cú lên trâu cao đi. À, nè cái bài nãy nói là bài này nè, đó là bài dip với cây xà. Đó, à, em tập chừng 1-2 năm nữa là đủ sức khỏe chơi bài này là ngầu luôn á. 1 năm nữa hả? Gái chơi không nổi đâu nhưng mà em chơi được bài này là bao ngầu. Không? Yên tâm đi, người ta training nó phải có chiêu, phải có bài, phải có giáo án, giáo trình, phải có trình độ chứ. Lo gì? Lúc đấy là em đang ở tầng mấy tới? Tầng 10 rồi đó. Trời. Một tầng là nhanh nhất là 1 tháng đó. Lên cục ha. Tầng là nhanh nhất là 1 tháng. Tầng nhanh nhất 1 tháng. Rồi vô. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 cái nữa. Nữa nè. 10 giữ luôn. Rồi lên. Dạ. Anh thả tay nha. Ok. Dạ. 4 cục. Wow. 4 cục. Bạn đã hoàn thành 4 cục. Đây anh khuyến mãi cho em, anh chơi full cây nè. Ghê vậy? Ôi ghê khí gì. Nè. Không không đem rồi luôn. Không cần cuốn luôn. Không cần cuốn luôn. Ồ, nè. Ôi, kỳ ta. Sao kỳ vậy ta? Anh cứ diễn hoài lên đi. Đây. Ta không có đeo bao tay. Đây, nó nóng rồi nha. Không xuống được luôn á. Hay tại nó dính ta? Thiệt chứ bọn mức cuối cùng khi nó dính á. Chứ sao nó nặng vậy? Lâu lâu không tập tạ dính đó anh. Lâu lâu không ai chọn những cái mức đó đó. Trời ơi, giỡn hoài ta, thiệt, nãy xuống nổi luôn á. Được.
Xuống nó làm tới nhấn nè. Nè, cây xuống mà. Nào, nhấn nó. Lại lại, chỉ cho. Nhưng mà thôi em mới tập vậy được rồi. Hồi nãy mới tập sơ sơ vậy rồi. Còn anh xuống là cái động tác của anh nó nhấn ác luôn á. Anh là răng quá nó bao nhiêu. Liên tục có 4 cục à. Không, thử nè không. Xuống nè, nãy em xuống vậy đúng không? Nó chưa nào nè. Xuống nè. Người chồm phía trước. Đó. Thế mới đủ hả? Nè, nhìn nghe không? Vậy có phải nhiều không? Nãy mới tới đây thôi nè. Nè không? Xuống nè. Nè, anh chạm tới mức máy nè, xuống nữa hết được rồi nè. Xuống tới đây là xuống nữa hết được, kẹt máy luôn rồi đó. Đó là cái răng nó dài tới đó luôn rồi đó. Tao thử một cái đi. Thử thôi. Chỉnh nhẹ nhẹ thôi. Thử để hiểu đi, bữa sau đi mình nâng cấp. Trời ơi, thương nó mới chỉ luôn tuyệt chiêu nó, mấy này không ai chỉ đâu. Thử cái. Thật sự để cho trải nghiệm được những cái thiết bị này thì cũng không có nhiều người. Em đẩy hết cỡ luôn, em đẩy hết cỡ rồi. Cho nó kẹt tới mức nó không xuống được nữa. Hết rồi. Đó, thấy không? Hiện nhớ mức này nè. Có phải là, rồi xuống, dứt. Có phải là vậy cái cơ ngực mình nó gồng, nó ép nhiều mình không? Hơn ừ. Nó vô nó gồng nhiều không mà. Hồi nãy là vậy nè. Giống như đơn giản, cái người đứng em nãy mới vậy. Đúng không? Nó chưa hết rồi. Đúng rồi đó. Thầy mà. Ok. Rồi chúng ta đến với cái chiếc máy cuối cùng của buổi tập ngày hôm nay. Đó là cái máy BA Jet Press, tập cơ chế press. Jet press là đẩy hả? Đúng rồi, nhưng mà cái máy này nó tập được hai tính năng, vừa Jet Press và vừa Jet Fly. Nên hôm nay anh sẽ chỉ em hai cái cơ chế trên cùng một chiếc máy này luôn. Yeah. Mỗi cơ chế 3 set. Đầu tiên chúng ta sẽ đi với Jet Press trước. Press tốn lực nhiều hơn, đẩy mạnh hơn, nên chúng ta phải tập trước. Yeah. Thì nó cũng là một trong nhóm của ngực thôi, nhưng mà press là đẩy ngang vậy. Thì ngang như vậy thì nó vô ngực phần ngực phía trong và nó vô phần ngực phía trên. Ngực nhiều phần lắm. Hồi nãy mình tập phần ngoài cạnh này, giờ mình tập phần trên. Phần trên nó giúp cho ngực trên em đầy lên. Đó, và phía trong là cho khe đầy ngực này này. Đúng rồi. Và làm cho cái khe ngực nó khích lại. Thì ngày trước em đã tập máy Multi Press đẩy ngực trên. Thì cái bài này nó có xu hướng ngực trên nhiều. Nhưng mà do cái tay cầm của cái kia nó đơn giản hơn, em dễ tập hơn. Còn cái tay cầm này nè, nó rất là freeway, nó lắc. Đúng rồi. Nên em sẽ khó tập hơn mà phải tốn thêm một cái kinh nghiệm đó, kiểu điều khiển tạ cho nó đừng có lắc nữa. Rồi lấy ví dụ. Đây. Rồi bây giờ chúng ta thực hiện động tác chép press bằng cách là đẩy nha. Nhớ press rồi đẩy. Đang tay vậy nè, đẩy ra. Đó, đẩy ra. Hai cái này ráng chạm vào nhau vậy nè, đẩy xong rồi thu lại. Nhìn tả, nó gần chạm vô, giữ lại, đẩy ra. Không có đẩy đùng đùng nha, đẩy nó, đẩy ra nè, đó. Ráng kìm cái dây lại. Đó. Thì động tác này nó vừa làm cho tay em khỏe, mà vừa làm cho ngực em to. Nên cái động tác này nó cũng khá là quan trọng. Nó giống như cái bài tập bên kia á. Bài tập bên kia máy BBS Jet Press. Nhưng mà BBS Jet Press á, thì khi em đẩy ra nó vậy. Cái răng động tác nó không dài. Còn cái động tác này á, đẩy vô nó tới như vậy luôn. Là nó rất là dài. Nên cái động tác này tập nó có hiệu quả. Nếu mà nói về răng thì nó tương tự như tận cầm cục dumbbell. Tương tự như tận cầm cục dumbbell luôn, là freeway hoàn toàn luôn á. Nhưng mà thêm cái chuyển động này nó chuyển động khác, nên cho chúng ta một cảm giác trải nghiệm nó khác so với dumbbell. Đó. Nên ta nói là máy tập BA bao ạt rồi đó, tính cái tính freeway với tính răng quỹ đạo của nó rất là nhiều, rất là tốt. Đúng rồi, thử cái rồi nói không? Đó, hay lắc lắc không? Lắc. Không ai giúp được em, tự em làm đi. Đó. Ok, không giúp thì thôi. Tại vì cái động tác lắc này không ai giúp được em hết á. Chỉ có em mới tự khắc phục được nó thôi. Chứ lắc lắc thì giúp vợ. Nó lại cái tật đẩy cái đùng nữa rồi đó. Đó, cái này đúng nè. Rồi. Tay xuống.
Rồi. Nặng quá đúng không? Nặng quá thì thôi giảm tạ lại. Một cục. Rồi. 1, 2, 3, vô. Rồi. Rồi, ráng lên. 1. Anh đừng có đẩy nữa, để em tự được. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cái nữa thôi. 10. Rồi, từ từ căng cơ ra, giữ lại vị trí căng. Giữ lại vị trí căng. Giữ lại vị trí căng, giữ tí nữa coi. Rồi, đuổi buông. Tốt. Tốt, tốt, còn 2 set nữa. Rồi, bơm phim bơm dầu. Bơm hoài vậy. Bơm kích thích. Cái tay này thì không sao, nhưng cái tay này là bắt đầu ê rồi. Không thể cầm nắm được nữa rồi. Vô, set số 2 của bài tập chest press trên thiết bị BA. 2 cục. Ủa lộn, 1 cục. Bắt đầu. Cái này khi nào lên được 2 cục là em mà thành công rồi đó. Em phải lên được hết đống nhỏ dưới đó. Đống lớn thì khoan, đống nhỏ thì phải tập hết. Trời. Vô. Wow. Cố lên. Lên cái đầu thôi nha. 1, 2, 3. Vô. 2. Anh phải lên nữa, em lên được. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Rồi, vô. Căng. Trời ơi, mặt miếu. Trời ơi, mặt miếu. Trời ơi, cái tay nó đau. Set quế à. Rồi, set cuối cùng ở bài tập chest press BA đại đế. Bắt đầu. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ồ, đã quá. Cái này đã nè. Ôi, ồ, phê quá. Dữ, rồi. Rồi xong. Đã xong bài tập press thần thánh rồi phải không? Bây giờ qua bài fly. Fly là có tác dụng là làm căng cơ ngực và ép rãnh ngực trong. Fly là làm ép ngực trong, nó làm rãnh ngực trong của em nó khích lại. Nha. Rất là tốt tay fly nè. Đây, đó. Cô chỏ chỉa ra ngoài, y chang bài press thôi, giống như chân chọi đó. Nhưng mà nó khác, bài press là em úp cái tay là em đẩy. Còn bài fly là em để hai cái tay vậy. Okay. Hai cái tay vậy em ép vô. Đó, ép vô. Thở ra đó ha, y chang thôi. Không có khác gì hết, chỉ khác cái cách cầm của tay và cách thực hiện động tác. Okay. Một cái là đẩy, một cái là đang dày ép. Ép cho nó sát, gồng ngực lại, ép cho nó sát. Yeah. Để khích ngực. Rồi vẫn là mức tạ minimum 1 cục. Không còn thế nào. Cái này thì không cần phải quấn, tại nó không phải là đẩy, ép thôi. Tay để vậy. Đúng rồi đó, ép vô đúng rồi đó. Rồi, chính xác. Dễ thôi, đúng rồi đó. Ok, rồi, thôi được rồi. Nghỉ ngơi đi, hiểu rồi gì? Dạ. Đó. Nó nặng quá thì cái tay cũng thể cong một tí. Bình thường. Rồi, chúng ta sẽ đến với 3 set tập cuối cùng của cơ ngực. Đó là bài PA Chest Fly. Bắt đầu. Set đầu tiên, 1 cục. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Hai tay chạm vô luôn. 7. Đúng rồi.
8. Chậm lại, giữ lại cái ơi, giữ lại cái nè, giữ lại gồng, giữ lại. À, chính xác. Rồi ta phải thả ra, nó phải có một nhịp giữ nữa em. Rồi giữ, rồi thả, giữ một giây thôi, đừng giữ nhiều quá mỏi. Đó. Ủa sao vậy? Hết rồi. Hết rồi hả? 10 cái rồi, thầy. Ủa, tự nhiên 10 cái ngon nhàn không? À, no. Đang dễ ngon mà. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yeah. Quá đã, quá đã. Căng, căng, căng. Ok. Thật sự á, nói nè, ở trong gym á, là đa phần người ta tập á, người ta sẽ khó có cảm giác đau cơ ngực trên. Khó, khó cực kỳ luôn á, nói em tin đi. Chỉ có động tác như gian là vậy là đau à. Gian là vậy đau à, chỉ còn không, em thấy nó mỏi, xong rồi. Tại vì có anh. Tại vì có anh dạy em nó khác. Rồi, xếp cuối nè. 1, 2, 3, vô. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, giữ. Rồi, giữ đi. Đó là Giang lộng lộng tay ra coi. Ok. Nói không? Rồi, ok, đó, đó. Đó. Trời ơi, xong nó nhức quá vậy trời. Rồi xong. Xong 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 3 set rồi. Xong rồi hả? Xong rồi, xong rồi. Giờ mình ra đây mình relax cái này một cái. Relax cái này một cái nha. Đâu? Đi 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 theo anh relax cái này một cái. Rồi bây giờ khuyến mãi cuối buổi là chúng ta căng cơ stretching. Nó giống như là căng cơ đầu buổi vậy đó. Nhưng mà tập, căng cái này hả? Tập nào căng đó. Ừ, mình đang căng ngực. Rồi xíu căng, căng lên để căng vai à. Cái ngực coi, ở ngực thôi. Ô, cái này sao nó bị vậy? Thì gái vào. Thế hả? Ừ. Vô căng đi chị. Ôi ơi, chị ơi là chị. Ờ, vô căng đi. Chị mới tập chị căng chị mới phê chứ. Nã không? Cái này cho bồn thi được chắc sướng lắm ha. Rồi, thấp người xuống. Đó. Cứ căng đi, căng, cứ lắc qua lắc lại, chỉnh người, chỉnh form, chỉnh thiết để căng đi. Tự căng. Đó. Đó. Đó, để này bông được hơn. Căng hơn nè. Đó, căng đi. Căng đi. Căng đi. Được rồi, được chưa anh? Rồi, được rồi. Vô. Rồi xong qua má này căng nữa nè. Đó, một động tác. Động tác thứ hai, cầm đây để căng lưng. Đúng không? Một cái căng ngực, cái căng lưng. Căng ngực thì hai tay chống vô cây này nè. OT. Cái bài đây, ở đây nó có một bài nè, mà tại vì nhiều máy quá anh không chỉ thôi. Nè, chống. Deep đó. Deep này là giống như cái máy nãy anh tập á, nhưng mà nó khác. Đó. À, nhưng mà không có tập, chống thôi. Rồi lên thử đi. Rồi, nhấn xuống để cho xuống vị trí thấp giữ lại. Nhấn vị trí thấp giữ lại cho nó căng, giữ lại. À. Căng ngực nghe không? Giữ lại. Đó là căng ngực. Nếu mà đau quá, mệt quá thì lấy một bàn chân bước ra đây.
Đó, ok, đó. Chứ không có chống lên, chống lên sẽ không nổi nữa. Thấy không? Đã. Nếu mà hồi nó căng mệt quá, lấy bằng chân chống qua, bước ra luôn. Bước ra, kết thúc. Đó. Rồi xong rồi cầm ở trên, tới căng lưng. Đây hả? Ờ, căng lưng. Đó, căng lưng, cái đầu chui, cái đầu sau. Cái đầu căng lưng nó phải về nè, nó mới căng. Ok. Chứ không phải là cái đầu ngửa ra. Đó, căng lưng đây. Ok, cứ căng đi. Nó có hai bài, mai mốt có nó có hai bài freeway khá là quan trọng ở đây. Mình sẽ tập cái tầng 3. Dạ. Rồi, phê chưa? Phê. Rồi, phê xuống dưới tập cardio. Rồi, xuống dưới tập cardio đây. Rồi, buổi tập tạ đến đây là khép lại nha các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái phần cuối của buổi tập ngày hôm nay, đó là phần cardio. Mà cardio ngày hôm nay là em tập phần lưng, nên chắc chắn phải cardio bài rô. Nhớ, lưng, bữa là tập lưng là phải cardio bài rô. Rồi xong rồi sau đó uống post workout. Cái thời điểm cardio là thời điểm để cho chúng ta phục hồi, và chúng ta sẽ uống post workout là cái amino, là lean body power của em đó. Em uống post workout ngay sau đó. Và nếu mà còn thời gian nữa thì em tiến hành xông hơi. Xông hơi để cho gọi là đẹp da, đẹp dáng, rồi giảm cân, rồi relax rồi các kiểu. Đó, và buổi tập ta sẽ khép lại. Và ngày tiếp theo là chúng ta sẽ qua cái phần tập thể lực. Thể lực là functional á. Phần functional kỳ này nó sẽ khó hơn cái phần functional của tuần trước. Tuần trước thì functional đơn giản, và tuần này functional sẽ khó hơn. Từ từ mình sẽ gia tăng mức độ khó, và gia tăng mức độ khó để em bước vào những cái bài tập mà cực kỳ huyền thoại của giới gymmer. Rồi, tạm biệt mọi người. Như đường đèo không rời xa ra đời, và cuộc đời này không đánh mất được nhau. Cành riêng bao chiều thể hèn bay cao, cùng nhau xoát đôi bờ mông trước sau. Anh thân trai khi thành công có được, rước em về nguyện ước vợ dreamer. Cuộc sống thực tại đâu như bài thơ, và hạnh phúc là mộng mơ tình ai. Thứ em cần là bờ vai mạnh mẽ của một người mang khí phách nam nhi. Bất diệt cuồng si bằng cả cuộc sống vinh quang thành công. Ôi may mắn em nào đâu nghĩ suy, nguyện suốt một đời sát cánh bên anh. Như bên vest oanh liệt mặc cổ thi, lên Paris chết níu tin thuần thứ. Anh oai hùng trên đôi chân mạnh mẽ, em yêu kiều sexy lady. Nhưng cuộc sống bao điều đang chờ ta, cần phấn đấu đâu chỉ có riêng thôi. Sức khỏe danh vọng hạnh phúc sánh đôi, dám mà tăng cường body fitness. Trong cuộc đời làm sao có hết đây, sẽ rất tự hào một kiếp chim mơ. Tối về uống nữa nha. Tại vì đây ở đây có 2g, 20g đầu tiên không đủ cho em đâu. Một ngày tổng cái lượng đầu tiên em làm vô có trên 100g. Em cứ cho 50kg đi, ngày phải từ 100, 120g đầu tiên. Mà mấy cái đồ ăn ở ngoài thì không cộng được, nhưng mà cái này thì biết là cái này là có 20g. Còn trong cá này nó kia thì phải đủ đồ tiên nó mới có hoạt cơ được, cơ xương tóc. Mòn cơ được con tập gym nó hao mòn cơ, hao mòn xương, mà không có dinh dưỡng thì mòn vô là ngày càng bị kiệt quệ. Nó mòn cơ nó làm stress, là khủng hoảng thần luôn. Ừ, khủng hoảng thần như thế vậy. Hai.
phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.